bác em có chỉ số triglyceride là 4,4, các chỉ số khác thì bình thường. Xin hỏi bác em nên uống thuốc hay sử dụng sản phẩm từ lá sen này ạ? Dạ vâng, cảm ơn bạn. Với cái triglyceride 4,4 thì trong đường nó là 3,2 là có thể là cao rồi. 4,4 là rất nhiều cái mỡ xấu, mỡ xấu. Bạn có thể sử dụng thuốc tây hoặc là bạn có thể dùng cái lipid clean. Lipid clean nó có thể làm giảm cả cái triglyceride lẫn những cái các cái chỉ số khác. Như vậy thì bạn có thể dùng cái lipid clean dùng có thể là từ 3 đến 6 tháng và cái mỗi ngày dùng 2 lần, mỗi lần 3 viên sau bữa ăn.